Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay em Ánh sẽ quay gửi tới mọi người một cái vị trí của cái căn nhà rất là gần với lại nơi mà em Ánh đang đứng. Đó là khu đô thị Đô Nghĩa mọi người ạ. Rất là nhiều những cái tiện ích xung quanh, gần trường mầm non, trường tiểu học cũng như là công viên âm nhạc mọi người nhé. Thì sau đây em sẽ quay về phần đường cũng như là ngõ vào tới cái vị trí của cái căn nhà đấy. Rất là gần, cách cái khu đô thị Đô Nghĩa này khoảng tầm 700m thôi mọi người ạ. Xin mọi người đi theo em nhé. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Vâng, đó chính là đoạn video quay về đường ngõ của căn nhà mà tới đây em Ánh chuẩn bị giới thiệu tới quý khách hàng. Vị trí của căn nhà thuộc tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với những thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng đông nam, ngõ trước nhà, đây em Ánh chỉ nói riêng ngõ trước của cái căn nhà này, nó rơi khoảng tầm 3,5m mọi người nhá, và cách cái trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 30m. Mặt tiền của ngôi nhà là 5m, giá chào bán 2 tỷ 050 triệu đồng mọi người ạ. Đây chính là phần mặt tiền của ngôi nhà. Xin mời mọi người hướng vào căn nhà cụ thể cùng em nhé. Em Ánh hiện tại đang đứng phía trước của cái căn nhà. Đây chính là phần cửa chính. Cửa chính của nhà được thiết kế là 2 lớp cửa. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện để chống oxy hóa cũng như là tăng cái độ thẩm mỹ của cái phần cửa của ngôi nhà. Và bên trong là cửa nhôm Việt Pháp mọi người nhé. Đó, ngõ ở trước nhà thì rất là rộng mọi người ạ. Đó, toàn bộ cái mặt tiền của ngôi nhà là được sơn màu trắng. Mời mọi người vào phía căn phòng khách của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà đây mọi người ạ. Như mọi người quan sát thì về phần
trần thạch cao, đèn led, thiết bị vệ sinh cũng như là phần gạch ốp lát đều đã được xong hết rồi. Với cái căn nhà này thì là mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Đây chính là phần trần thạch cao này, cùng với lại hệ thống đèn led tiết kiệm điện này. Trần thạch cao thì được thiết kế theo kiểu giật cấp và trang trí rất là đẹp mắt mọi người nha. Gạch thì là ốp lát là gạch kích thước 60-60, sơn thì là sử dụng là màu trắng, màu trắng hoàn toàn luôn. Đó. Mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp của em nhé. Căn phòng bếp cũng đã được hoàn thiện đầy đủ hết rồi mọi người ạ. Về cái phụ kiện bếp cũng như là tủ bếp đây đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Và cái giá chào bán của cái căn nhà thì chỉ 2 tỷ 050 triệu đồng thôi. Rất là gần với cái vị trí mà em Ánh vừa mới giới thiệu với mọi người. Đó là ở khu đô thị Đô Nghĩa. Rất là gần, từ vị trí căn nhà mà ra tới khu đô thị Đô Nghĩa có dốc khoảng tầm 700m thôi mọi người nhá. Rất là tiện đi lại. Từ vị trí của cái căn nhà này cũng như là cách với chợ dân sinh này, trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 2 Yên Nghĩa chỉ 1 km quay trở về thôi. Rất là gần những cái tiện ích xung quanh đi lại. Cách cái trục đường Lê Trọng Tấn, cái ngã tư Lê Trọng Tấn chỉ khoảng tầm 2 km thôi mọi người nhá. Và từ vị trí của cái căn nhà này thì cách bến xe Yên Nghĩa cũng 2 km thôi. Rất là tiện lợi. Căn nhà này cũng có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Mời mọi người theo dõi, quan sát luôn cái phần tủ bếp này. Rất là chắc chắn, rất là đẹp, cái màu sắc thì rất là tinh tế. Về phần hoàn thiện tủ bếp cũng đã xong 100% rồi. Về phần chậu cũng như là vòi rửa thì được thiết kế với cái chất liệu là inox 304. Mặt bếp thì là được ốp đá đen và xung quanh bếp thì là được ốp gạch 30-60. Phía tầng 1 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh. Ở phía dưới tầng 1 gồm có đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi chậu và có hệ thống máy bơm nước lên cho toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà mọi người nhé. Đây, tay vịn của trụ cầu thang mọi người có thể quan sát, tất cả chất liệu đều làm bằng gỗ lim. Rất là đẹp luôn. Mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của cái căn nhà này nhé. À, diện tích của ngôi nhà là 30m² mọi người ạ. Tuy nhiên, chủ đầu tư cố gắng thiết kế đáp ứng đầy đủ mọi cái công năng cho một cái diện tích 30m mà xây dựng 4 tầng. Ở phía cầu thang đi lên nó có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Cầu thang đi lên thì rất là rộng, thoải mái mọi người nha. Đây chính là phía tầng 2 nha cả nhà. Tầng 2 có cửa sổ hướng ra, có ban công mọi người ạ, rất là thoáng. Với cái căn nhà hướng đông nam thì cực kỳ là thoáng, cực kỳ là mát. Đây là em quay lúc 12 giờ 30 phút buổi trưa mọi người ơi. Và ánh nắng chiếu vào đây nó chỉ như thế này thôi. Đó. Với cái căn nhà này, với cái căn phòng này thì nó sẽ rộng rơi vào khoảng tầm 20 mét đấy mọi người ạ. Rất là rộng và có ban công hướng ra bên ngoài. Đồng thời là đây hệ thống ống chờ, dây chờ, bã chờ điều hòa của cái căn phòng ngủ này thì đã được thiết kế đầy đủ hết cả rồi. Trong phía căn phòng ngủ là có nhà vệ sinh mọi người ạ. Đây, nhà vệ sinh rất là rộng, rất là rộng luôn. Đầy đủ hệ thống sen cây, vòi chậu cũng như là hệ thống bồn cầu liền khối. Đây, hệ thống sen cây nóng lạnh này. Toàn bộ chất liệu là inox cao cấp mọi người nhá, inox 304 cao cấp. Với cái căn phòng tắm này thì rất là đẹp mắt, rất là đã. Hệ thống điện cũng như hệ thống nước cũng đã được hoàn thiện xong hết rồi. Điện ở đây là điện lực Hà Nội và nước công là hồ sơ nước là nước sạch quận Hà Đông mọi người nhá. Hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn led của các phòng ngủ cũng đều đã được lắp đặt đầy đủ. Và như mọi người nhìn thấy đấy, ban ngày thì cái hướng nhà là hướng đông nam cho nên cái ánh sáng vào trong cái ngôi nhà này rất là tự nhiên, rất là đẹp và cực kỳ thoáng mọi người ạ. Cửa thông phòng của ngôi nhà thì là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nhé. Xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế cũng tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Tuy nhiên thì trên cái phía tầng 3 ấy thì là nhà vệ sinh lại không thiết kế bên trong mà lại để ở bên ngoài. Bước chân lên tới phía cầu thang là có nhà vệ sinh đây rồi. Đó.
đầy đủ mọi công năng cho từng tầng mọi người nhá. Và trên này, trên tầng 3 cũng là hệ thống sen cây cao cấp, cũng như là vòi chậu đây. Bàn bồn lavabo là bồn kiểu liền khối đây mọi người này. Và cái căn phòng ngủ của tầng 3 cũng tương tự như tầng 2 thôi, cũng có ban công, cũng có cửa hướng ra phía bên ngoài. Và ban công này là ban công mở mọi người nhá. Ban công có thể bước ra ngoài chứ không phải là ban công giả đâu. Đây này, rất là thoáng. Ngoài này mọi người có thể trang trí chậu hoa, cây cảnh, cũng như là hướng nhà thì không bị nắng quá gắt vào ấy. Phòng ngủ thì cực kỳ rộng. Toàn bộ cái hệ thống gạch ốp lát của cái ngôi nhà này là gạch 60-60 hết cả nhà nhé. Giá chào bán thì cực kỳ rẻ, 2 tỷ 050 triệu thôi. Mặt tiền của ngôi nhà đến 5 mét cơ, cho nên là thiết kế nó rất là rộng. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của cái căn nhà này. Từ căn nhà này mà đi lên ra cái trục đường Lê Văn Lương thì rất là tiện lợi mọi người ạ. Đây chính là cái căn phòng cuối cùng ở trên tầng 4 mọi người nhá. 3 phòng thì được thiết kế là tương tự như nhau, tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều được thiết kế mỗi tầng một phòng. Rất rộng và có ban công ở phía bên ngoài rất là thoáng. Bước vào trong cái ngôi nhà này cảm giác nó cực kỳ thoáng, không khí vào trong cái căn phòng nó rất là tự nhiên luôn ấy. Mời mọi người theo em hướng ra phía sân phơi của ngôi nhà. Đây chính là phần sân phơi mọi người ạ. Đây, vị trí này là để máy giặt và đây là sàn thoát nước. Rất là thoáng. Như vậy thì toàn bộ căn nhà của mà em Ánh muốn gửi tới quý khách hàng, em cũng đã quay rất là chi tiết. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết về căn nhà này, hơn nữa muốn được đặt lịch đi xem nhà, muốn được tư vấn thì có thể gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0953013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay thì bấm chia sẻ cho nhiều người cũng biết, hoặc là bấm vào đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.